Xin kính chào bà con. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta lại bàn luận về cái chủ đề nuôi con chuồn hương. Và qua theo dõi các cái video đăng tải trên kênh của Chuyện Nhà Nông thì bà con quan tâm rất là nhiều đến cái con vật nuôi này, bởi vì nó cũng là một con đem lại cái giá trị kinh tế rất là cao. Vậy thì cũng đã có nhiều bà con nhắn tin hỏi đến rằng khi mà bà con khởi nghiệp nuôi cái con chuồn hương này thì bà con phải chuẩn bị những cái điều kiện nào, cái đầu tư vốn để mua con giống cũng như là chi phí làm chuồng trại và thức ăn duy trì hàng tháng thì nó có tốn kém hay không. Và bên cạnh đó thì nhiều cái câu hỏi được gửi đến là bà con hỏi rằng một con chồn đực á, thì nó có thể giao phối cho bao nhiêu con chồn cái được, và con nên mua cái con chồn đực nó nhiều tháng tuổi hơn con chồn cái hay không. Đó thì đấy là một số các cái câu hỏi mà bà con thường hỏi trên cái kênh Chuyện Nhà Nông. Thì thực ra thì những cái nội dung này tôi cũng đã trao đổi trong một vài cái video trước đây rồi. Có thể nhưng mà nó chưa được tập trung. Thì chính vì như vậy mà hôm nay tôi sẽ làm lại cái video này để có thể trao đổi với bà con về những cái nội dung trên. Thì điều đầu tiên khi mà chúng ta nuôi con chuồn hương này á, chúng ta cần phải tìm hiểu thật là kỹ về cái đặc tính của cái con chuồn hương này. Và cái việc tìm hiểu thông tin về đặc tính, kỹ thuật nuôi và cách phòng trị bệnh của con chuồn hương này thì chúng ta có thể tham khảo ở trên các cái trang YouTube đó, hướng dẫn về con chuồn hương này, hoặc là trên các cái bài báo trên website thì cũng đều có. Và khi mà chúng ta đã hiểu về đặc tính, hiểu về cách chăm sóc cũng như là trị bệnh của nó rồi thì khâu tiếp theo đó là chúng ta đi tìm các cái trại giống cung cấp giống một cách uy tín cho chúng ta, để chúng ta có thể là đến đó chúng ta trực tiếp tham quan chuồng trại để chúng ta được các cái chủ trại chia sẻ thêm về các cái đặc tính, kỹ thuật và trị bệnh cũng như là cách làm chuồng để làm sao chúng ta làm chuồng một cách hợp lý nhất. Và khi mà chúng ta đã lựa chọn được cái trại giống uy tín rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đặt mua và đợi đến ngày mà trại có giấy của chi cục kiểm lâm á, cho chúng ta đó. Và con chuồn hương nó cũng đã đủ cái thời thời gian đủ tuổi mà nó có thể ăn được đó. Nó hoàn toàn tự lập, nó không phải nhờ vào việc bú sữa mẹ nữa đó. Thì chúng ta sẽ tiến hành làm chuồng để chuẩn bị, mà khi bắt về thì chúng ta đã có chuồng để chúng ta nuôi nhốt đó. Thì cái cách làm chuồng á, chúng ta cũng nên tham khảo ở các cái trại nuôi để chúng ta làm một cái chuồng sao cho nó phù hợp. Phù hợp ở đây là cái chiều cao để chúng ta có thể làm sao đứng với vào trong chuồng một cách thuận lợi nhất. Với cái thứ hai nữa đó, là cái cửa chuồng chúng ta phải thiết kế làm sao để khi mà con cái nó động đực thì chúng ta có thể mở cửa chuồng và cho con đực nó vào một cách thuận tiện nhất mà chúng ta không phải bắt ra bắt vào. Đấy. Thì cái quy cách mà nhốt chuồn hương theo tôi á, để không phải bắt ra bắt vào á, thì có nghĩa là con đực nhốt ở giữa và ngăn chuồng hai con cái ở hai bên. Thì như vậy khi mà con cái này nó lên giống chẳng hạn thì chúng ta có thể mở cửa, chúng ta cho con đực vào, hoặc là con kế bên đó, nó lên giống thì chúng ta mở cửa con đực nó vào, chúng ta không phải bắt. Như vậy nó sẽ rất là khó, tại vì
nhiều khi có những con chồn nó giữ chẳng hạn, nó sẽ cắn chúng ta thì nó cũng gây cái tổn thương cho bản thân chúng ta. Sau khi mà chúng ta đã có chuồng rồi, chúng ta bắt con chồn hương về nuôi, thì cái khâu này là đến cái khâu chăm sóc và nuôi con chuồn hương, làm sao đảm bảo con chuồn hương nó lên giống trong cái thời gian nhanh nhất đấy, và nó phát triển đều. Mỗi một tháng thì nó lên ký một cách đều đặn, và cái nữa là cái việc mà cho con chuồn ăn đấy, làm sao phải đảm bảo là những cái thức ăn gì đấy, và cái việc mà vệ sinh chuồng trại đó, là phải đảm bảo vệ sinh thoáng mát sạch sẽ, và không để các cái điều kiện khác mà nó ảnh hưởng đến cái con chuồn hương, đúng không ạ? Và trong quá trình chăn nuôi cũng như là cho ăn thì chúng ta đảm bảo làm sao cái con chuồn hương nó ăn uống khỏe mạnh, nó không bị các cái nguồn bệnh đấy, hoặc là nhiễm giun sán. Thì chúng ta lưu ý là trong một năm chúng ta nên tẩy giun sán cho con chuồn hương là 2 lần trong một năm đấy. Như vậy thì sẽ tốt hơn, bởi vì nhiều khi con giun con sán mà nó nhiều quá thì con chuồn hương ăn vào những chất đạm, nó sẽ bị những cái con ký sinh này nó hút hết chất dinh dưỡng, thì làm cho con vật còi cọc, kém phát triển, bộ lông thì nó xù, nó rất là xấu xí, không óng mượt như những cái con chồn khỏe mạnh. Và trong cái thời gian chúng ta nuôi từ 8 tháng trở đi đến khoảng 12 15 tháng thì có thể bắt đầu con chồn đã bước vào cái chu kỳ động dục lên giống. Đó. Thì đây là cái thời điểm quan trọng nhất để chúng ta biết được cái thời điểm nào con chuồn cái nó lên giống, để chúng ta có thể bỏ con đực vào. Đó. Chúng ta phối giống đúng ngày đúng tháng. Đó. Tại vì cái thời điểm con chồn nó lên giống đó, nó chỉ diễn ra trong 3 ngày với nhiều cái biểu hiện mà chúng ta không có thể chúng ta nếu như chúng ta không quan sát thì chúng ta không nắm được. Đấy. Tại vì đặc tính của con chồn hương là chúng ta nuôi riêng, đấy, từng con một, từng ăn một, cho nên khi mà nó lên giống thì đòi hỏi chúng ta phải biết được cái thời điểm nó lên giống để chúng ta đưa con chồn được vào phối giống cho nó. Và kể từ khi mà cái con chồn cái nó phối giống đạt rồi thì bắt đầu chúng ta chăm sóc cho cái con chuồn hương mang bầu về cái chế độ ăn dinh dưỡng phải đảm bảo trong cái thời gian này, để làm sao mà nó có thể đủ chất, nó nuôi được cái bào thai đó phát triển một cách tốt nhất. Đó. Và trong vòng 2 tháng như vậy á thì con chuồn cái nó sẽ đẻ, nó đã sinh sản và bắt đầu nó bước vào cái thời kỳ nuôi con. Thì trong cái giai đoạn này chúng ta cũng phải đảm bảo cái chế độ ăn nó giàu đạm hơn, giàu chất dinh dưỡng hơn, để nó có thể là tạo thành sữa, nó nuôi con nó phát triển tốt hơn. Đấy. Làm sao trong vòng khoảng 1 tháng 15 ngày thì cái con tròn con đó, nó sẽ bắt đầu tập ăn. Đấy. Nó ăn những thức ăn của con mẹ, và đến 2 tháng là nó đã tự nó ăn được rồi, nó không phải bú sữa mẹ nữa. Thì như vậy chúng ta đến cái thời điểm này chúng ta có thể tách đàn đó, để tăng đàn thêm, hoặc là chúng ta có thể là bán con giống ra thị trường. Và những cái con chuồn hương con ấy, mà nó đạt đấy, con giống tốt ấy, là cô chú anh chị và các bạn có thể thấy rằng bộ lông của nó thì rất là óng mượt đẹp. Đó, cơ thể phát triển hài hòa cân đối, và cái nữa là nó đều nhau. Đó, ví dụ như là bốn con
Thì như vậy là cái con tròn hương giống nó đạt và chúng ta có thể là dễ bán được trên thị trường và bán được giá hơn, đúng không ạ? Thì trên đây là một số các cái chia sẻ về cái kinh nghiệm mà chúng ta đầu tư cũng như khởi nghiệp nuôi con tròn hương này. Còn đầu ra của con tròn hương này thì bà con cũng không phải lo nhiều quá, tại vì mức độ phổ biến của con tròn hương này trong dân cư cũng chưa có nhiều. Đó. Nên là chúng ta vẫn còn rất nhiều đầu ra. Và có thể nói rằng nuôi con tròn hương này á, thì nó ưu việt hơn so với những cái con vật nuôi khác, bởi vì thứ nhất là cái diện tích để chúng ta nuôi con tròn hương này cũng không cần thiết phải rộng rãi, không phải tốn diện tích như những con vật nuôi khác. Chúng ta ví dụ như là chỉ cần khoảng 20 mét vuông, 20 mét vuông là chúng ta có thể là nuôi được 10 đến 15 cặp tròn hương rồi. Đó. Nó cũng không cần phải diện tích rộng như vậy. Và cái nữa là cái việc mà vệ sinh môi trường, thì chúng ta thấy rằng cái chất thải của con tròn hương này nó cũng Ở ngoài Bắc không hôi người ta hám điện quá trời cô. như các cái con vật Ở ngoài nuôi Bắc khác, người ta như là xem kênh người ta điện quá trời heo, luôn. gà hay là châu bò chẳng hạn. Đó. Và bản thân nó là một cái con thú rừng ăn thịt, cho nên chúng ta có thể thấy rằng nó cái nguồn thức ăn của nó rất là phong phú và nó có thể ăn được cả các loại trái cây có vị ngọt như là chuối, mít hay là xoài. Đó. Cho nên cái nguồn thức ăn nó cũng rất là phong phú. Việc mà phong phú như vậy thì nó sẽ tạo cho chúng ta dễ kiếm cái nguồn thức ăn cho nó. Và video của tôi thì đến đây cũng đã là dài, thì cũng xin chia sẻ với bà con một số cái thông tin về con tròn hương như vậy. Rất mong bà con cô bác nếu mà thấy cái kênh này nó bổ ích thì bà con có thể đăng ký kênh, chia sẻ và để lại những cái bình luận, những đóng góp để càng ngày Chuyện Nhân Nông có thể là có những cái nội dung phong phú hơn và chất lượng hơn, đem đến những cái mô hình chăn nuôi phù hợp nhất trong từng nông hộ để bà con có thể tham khảo. Xin chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều.